Chào các bạn, mình rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách trồng sả trong chậu. Mình đã có video hướng dẫn các bạn ươm trồng sả, trồng trực tiếp ra ngoài đất. Nay mình sẽ chia sẻ với các bạn trồng sả trong chậu. Khi các bạn đi chợ hay đi siêu thị mua sả, các bạn lựa những cọng sả to, chắc, khỏe. Và các bạn thấy sả của mình còn tươi thì khi mình mang về trồng, sả sẽ mau bén rễ. Các bạn lột bớt 1-2 lớp ở bên ngoài để kích thích cho sả của mình được mau bén rễ. Cái mấu ở bên phía dưới này đó sẽ ra rễ từ đây các bạn. Cho nên là các bạn phải bóc bớt 1-2 lớp để cho sả của mình mau bén rễ. Các bạn chuẩn bị một chậu đất tơi xốp. Các bạn cho đất vào trong chậu, không cần cho đầy quá. Các bạn cho vơi vơi khoảng còn cắt mặt chậu khoảng 10-15 phân để sau này mình còn có thể bón thêm phân cho sả của mình. Các bạn cắm trực tiếp sả của mình sâu xuống khoảng 7-8 phân. Các bạn trồng cạn quá thì sả của mình cũng không có tốt, mà trồng sâu quá cũng không tốt. Các bạn trồng xong các bạn nhớ tưới luôn cho sả. Bởi vì mới trồng, sả còn đang là yếu, cho nên là các bạn để sả vào nơi có bóng râm và tưới sáng chiều vừa đủ độ ẩm cho sả thì sả của mình sẽ mau đến rễ. Sả trồng sau 3 tuần phát triển rất tốt. Các bạn thấy những lá sả đã trồi lên xanh non. Các bạn cứ tiếp tục tưới cho sả hàng ngày thì chẳng bao lâu sả sẽ phát triển thành những bụi sả sum suê. Các bạn thấy sả trồng trong chậu được 2 tháng đã phân nhánh nhiều, đã nảy ra nhiều con và gốc sả cũng đã phát triển tốt.
xả là một loại cây gia vị rất dễ trồng, dễ chăm. Vì xả có tính chịu hạn rất cao. Xả không kén đất, nhưng nếu để xả được phát triển tốt thì các bạn cũng chọn đất tơi xốp và trộn một ít phân hữu cơ để mình trồng xả trong chậu. Xả sẽ phát triển nhanh và đẻ nhánh nhiều. Xả là một loại cây gia vị quen thuộc đối với mọi người. Nhờ có xả mà nhiều món ăn trở nên hấp dẫn. Không những xả là làm nguyên liệu cho các món ăn, mà chúng còn dùng làm thuốc hoặc chiết xuất tinh dầu hay trị cảm rất tốt các bạn. Xả chỉ trồng sau khoảng 4 tháng là các bạn có thể thu hoạch xả được rồi. Các bạn chọn những nhánh xả già, tỉa những cái nhánh xả đó để mình dùng. Còn những nhánh xả non, các bạn vun gốc vào. Muốn cho xả tốt thì các bạn thường xuyên tỉa bớt những lá già và chăm tưới cho xả, xả sẽ tiếp tục phát triển tốt. Các bạn nhà không có đất vườn rộng vẫn có thể trồng xả vào trong những cái chậu. Chậu các bạn dùng những cái chậu có chiều sâu khoảng 25-30cm và có đường kính rộng một chút, cũng khoảng cỡ 25cm để cho xả của mình phát triển đẻ nhánh tốt. Và các bạn thấy chậu xả nhìn cũng đẹp đúng không? Các bạn trồng xả trong chậu, các bạn vừa có xả để dùng, các bạn vừa có xả để mình nhìn ngắm. Các bạn thấy cây xả có những lá vươn dài xanh biếc, nhìn như lá lúa. Cho nên cây xả nhìn cũng mềm mại, người ta có thể dùng xả để người ta làm đẹp thêm không gian nhà. Xả còn tạo được mùi thơm để xua đuổi côn trùng nữa các bạn. Mình chúc các bạn thành công trong cách ươm trồng xả trong chậu ngay tại nhà để mình dùng trong các món ăn hàng ngày. Chúc các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hẹn gặp các bạn vào những video sau. Thân ái chào tạm biệt.